Gần đây, trên các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, không khó để khách hàng tìm kiếm một kiosk chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, một chiếc xe đẩy cà phê hay chỉ đơn giản là một chiếc thùng giữ nhiệt đựng sẵn cà phê. Khách chỉ cần tấp vào chọn món là có ngay cà phê chỉ trong một vài phút. Đây không phải là xe hay quầy cà phê tự phát nhỏ lẻ của một người nào đó, mà nằm trong những chuỗi nhượng quyền thương hiệu xuất hiện trên diện rộng ở nhiều quận. Đây là một quán cà phê theo hình thức nhượng quyền tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Mỗi ngày, chỉ với chiếc thùng giữ nhiệt kèm tấm bảng giới thiệu để người đi ngang đọc được, kiosk mở bán từ sáng đến khoảng 9 giờ theo hình thức take away, nghĩa là bán mang đi. Mỗi sáng nơi đây bán từ 50 đến 60 ly cà phê, giá cả mua mang đi chỉ 20.000 đồng một ly. Kiosk cũng kết hợp với bộ bàn nhỏ cho khách nào muốn thưởng thức nước uống tại chỗ với giá tại quầy là 29.000 đồng một ly cà phê. Theo quan sát của phóng viên, cứ khoảng từ 3 phút sẽ có một khách dừng xe bên lề đường để mua cà phê mang đi. Đa số là dân văn phòng, công nhân, lao động tự do. Nói tiện, anh đi vòng vòng, anh mua, anh đem anh uống thôi chứ không có trực tiếp phải ngồi. Tụi em sẽ pha trong này trước khoảng một khoảng thời gian ít thôi, là khoảng 3 đến 6 ly thôi. Với lại là tụi em sẽ bảo quản trong một cái thùng đá nên là nó không có để dễ tan ấy ạ. Nên là chất lượng cà phê nó sẽ như nhau. Còn tại chuỗi cà phê nhượng quyền Laha Coffee, hiện có hơn 150 điểm bán ở 6 tỉnh thành, nhiều nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Với 3 hình thức nhượng quyền là quán cà phê ngồi tại chỗ với quy định diện tích tối đa từ 50m² trở lên, kiosk cà phê là dạng nhà hộp khoảng từ 10 đến 40m² và xe đẩy lề đường khoảng 2m², nghĩa là chỉ cần một xe đẩy và chỗ đặt xe tầm 2m², một người đã có thể thử sức kinh doanh và kiếm lãi. Nó chỉ có khoảng từ 30 đến 60 triệu đồng thôi là đã có đầy đủ một cái mô hình có thể kinh doanh. Khách hàng khi mà họ tiếp cận cái mô hình xe thì nó sẽ thuận tiện hơn so với những cái mô hình quán xá, tại vì họ không cần phải đậu xe này, họ cũng không cần phải đi quá nhiều cái bước mà dừng ngồi trên xe là đã có thể là mua một ly cà phê rồi. Trước giờ thì mô hình mà cà phê take away và những cái xe cà phê thì nó đã tồn tại rất là lâu rồi và nó không có gì mới lạ cả. Tuy nhiên là nó sẽ mới lạ ở hình thức thứ nhất là về sản phẩm cà phê, thì càng ngày sẽ có những cái loại cà phê chất lượng hơn, tốt hơn ở ngoài lề đường, thì đó là một cái tín hiệu rất là vui. Cái thứ hai là người ta sẽ tập trung vào cái việc là máy móc thiết bị ở trên cái mô hình đó để làm sao mà nhanh gọn và pha ra một ly cà phê rất là tươi mới, thì đó là cái xu hướng mà nó sẽ phát triển mạnh mẽ trong những khoảng thời gian sắp tới. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ những chuỗi cà phê, nhiều ông lớn trong ngành F&B như Highland Coffee, The Coffee House, Chúc Chúc của Kido, Phúc Long có các quầy trà sữa tại các cửa hàng của Winmart, hay ăn uống có McDonald's, O'Talk Chicken cũng xuống đường nhằm đa dạng hóa nguồn thu. Có thể nói, sự thay đổi hành vi tiêu dùng này là một trong những nguyên nhân dẫn đến các thương hiệu ẩm thực tăng thêm mô hình nhượng quyền nhỏ lẻ mà nhiều người hay gọi vui là đua nhau xuống đường đứng. Theo một số chủ xe cà phê, với điểm bán được nghiên cứu cẩn thận, có lượng khách ổn định, mỗi tháng có thể kiếm được gần 20 triệu đồng sau khi đã trừ đi mọi chi phí. Tuy nhiên, cũng giống như hàng quán ngồi tại chỗ, việc kinh doanh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó cũng có người ngưng sau vài tháng vì không có nhiều khách. Trước mắt, những kiosk nhỏ và xe cà phê trên vỉa hè này được xem là một cơ chế thích ứng với thị trường sau đại dịch Covid-19, cũng là một nét thú vị đối với văn hóa kinh doanh vỉa hè có trật tự của thành phố.